quá trời ngon luôn. Đó, cánh gà chiên nước mắm lót lên rau xà lách xo. Cháo. Hello, Bí Đỏ US xin chào mọi người nha. Trời đang mưa, mưa từ sáng tới giờ ở ngoài lạnh. À, chiều nay mình định làm cái món cánh gà chiên nước mắm ăn cho ấm nè. Cánh gà này á, mình mua khoảng được 1 kg. Thường làm cánh gà chiên nước mắm phải lựa cánh nhỏ nhỏ ăn đỡ ngán. Lần này mình mua mình gặp cánh lớn không à. Cho nên về mình phải chặt ra rồi mình rửa qua nước muối và trụng qua nước sôi sơ sơ để cho nó ra chất dơ bớt á, để ráo. Bây giờ mình ướp nè mọi người. Thì 1 kg cánh gà thì mình ướp khoảng khoảng 1 cup bột mì vô đây đi. Rồi ở đây có bột bột khoai tây. Bột khoai tây này mình khoảng nửa cup thôi. Thêm một chút bột này là bột chiên giòn. Bột để mình ướp gà, ướp cá mình chiên giòn nè. Khoảng 1/4 cup nữa. Thì trong cái bột này nó có gia vị luôn á mọi người. 1/4 cup thôi. Mình trộn gà ha. Con muốn trộn gà phụ mẹ không? Dạ. Con lấy cái bao tay đeo vô đi. Với tí một con không muốn ăn thì lát nó không bạn với con nữa. No, một hồi mình còn chiên nước mắm mà con muốn chơi cày. Ok con muốn đó, bây giờ mình ướp cho nó khô gà mình chiên nó mới giòn ha. Quan trọng là ướp này nè cho nó khô. Con đổ nó gấp lên đây. Mấy chút xài thôi. Rửa cái khắp đi con, mẹ xài đủ rồi. Bây giờ tỏi thơm rồi mình sẽ vớt tỏi ra. Rồi mình dùng cái chảo này nè. Mình để thêm dầu vô mình chiên cánh gà luôn. Mình dùng chiếc đũa mình để vô mình thấy dầu lên tim rồi nè. Ok, như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình gấp gà vô chiên nè. Đây, bây giờ mình đi pha nước mắm. Nếu mà ai ăn cay á, xịt tương ớt sriracha vô. Mã này mình làm cho mấy đứa nhỏ cho nên không có dám để ớt. Phải có ớt vô cay cay nữa ăn mới ngon. Mắm kẹo nè. Để gà vô trở lại. Thơm quá. Đây, hương vị quê nhà. Ăn nhỏ không ăn nước sốt nước mắm là thiếu sốt nha, ăn nhỏ. Ăn đi. Đi, con đâu nước mắm, không có nước mắm luôn. Vậy đâu ngon, con coi cái dĩa của mẹ nè. Quá trời ngon luôn. Đó. Cánh gà chiên nước mắm lót lên rau xà lách xo. Cháo. Ngon quá. Rồi cánh gà nước chiên nước mắm đã chín. Đây mình lót lên cải xà lách xo.
Bây giờ mời mọi người cùng ăn với mình nha. Cơm với cánh gà chiên nước mắm. Rồi, để mình ăn thử một miếng coi làm sao. Không có cay, không ngon. Tại vì mẹ tính làm cho con với anh hai ăn, mẹ không có để ớt. Cái này mà trộn trộn ớt vô nữa ngon lắm á. Đây bây giờ mình chấm vô nè mọi người. Chấm vô nó khác liền đó con. Thử không? Ăn hết phần cơm đó không? Đúng hết thì xếp cho mẹ nè. Ăn hết. Ok, hết thì ăn đi. Rồi. Không có hôi nước mắm. Thử một cái cho con. Ăn cánh gà chiên nước mắm mà không ăn phần nước mắm đâu. Đâu phải cánh gà chiên nước mắm đâu. Thôi. Ngon quá. Mẹ chặt nhỏ nhỏ như vậy nè. Cái animal gì vậy? Chicken. Nhìn đúng nó con heo. Nó ăn heo. I pick anything on my bone they ăn. Houses like someone gives me 20. Knock on everyone's houses and they will give us this small amount of money so we add up together. Nine. Let's sell the diamond D. We'll get diamonds so we sell nó. Wait, không có $1 million. Con ăn hết phần đó rồi sao cái này? Hả? Con ăn hết mấy cục của con rồi con còn thèm sao? Không có hơi nước mắm. Hồi nhỏ lớn mẹ làm cánh gà chiên nước mắm cho con ăn nhiều rồi. Ra từ chút. Con ăn con đâu bao giờ chê đâu. Bữa nay bà đặt kén chọn nữa. Cho mẹ try. I feel not with sugar. Good hollow bread. Little day dumb yo. Little day sweet stuff yo. Oh yeah. Hot. Hot rồi. Hot rồi. Mẹ gấp cho con thử một cục nha. Rất là ngon. Con thôi. Cục nào có nhiều nạc cho con cặp. Con không muốn gì. Con không thích xương, con muốn cái cánh gà là phải vừa. Ở ngoài nó có nạc, ở trong nó có xương, mình phải cầm mình cạp. Con muốn chicken có no bones. Làm sao no bone được? Cái nó fluffy, nó mùi không được. Rồi đó, ăn đi, rất là ngon con. Không có hôi, thấy không? Không có hôi gì đâu. Cái này smell bad. No, cái này smell bad, cái này smell bad hơn. Tùy, không ăn thôi. And then, for people to put plates for you, ain't it ugly? Còn cái đống nè. Còn cái đống nè mà không chịu ăn thì chê hoài không ăn. Cái xương á, cắn giòn luôn á. Ấm. Ở ngoài mẹ lăn ba loại bột trộn lại cho nên lớp chiên á cái bột nó xốp xốp nè, xương có chút xíu à, còn nhiều thịt với da không à. Ngon quá mọi người ơi. Nó giòn, nó giòn giống như ăn chú chiên vậy đó. Pha bột theo cách này nè, ăn cái phần da nó giòn giống như ăn chú chiên vậy mọi người. Ôi con nở được không? Giờ đòi ăn nữa hả? Nè mày rút cái xương này. Thịt nạc không nè, mày rút cái xương ra rồi nè.
chịu rồi ha. Chịu rồi, chịu rồi. Cục bự đó, cục bự đó cút xương nha. Và thật nhiều. Ngon hả? Dạ. Just 86%. 86%. Chưa được biết nhiều. Ăn cái tỏi này nè. Cái tỏi kẹo kẹo này ngon lắm nè. Ngon quá. Nó không có smell. Uống miếng nước à, bột chút chưa nữa. Hết rồi. Hết rồi hả? Mắm bút vua nữa. Cái tỏi khuy đó, Phượng cũng thích ăn hành. Thích ăn hành khi tỏi khuy, ăn nó ngon. À, trời ơi nó ngon. Ngon quá đi thôi. Con ăn đi cái phía ngôi của con. Cái này vui lây vừa. Ăn một miếng thơm. Thì cái phần mà phù lên nè mọi người. Đó. Một cái phần mà phù lên nè. Là cái phần bột mà thấm áo ngoài da gà. Ăn rất là mềm. Nó giòn mà nó mềm. Chứ nó không bị cứng. Ngon quá. Một buổi chiều trời mưa ở ngoài lạnh ở trong nhà ăn cánh gà chiên nước mắm nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Quá ngon. Có biết ăn bôi vô 11 hay. Không có ăn nhiều hơn mẹ hả? Mẹ ăn chắc cả chục cái á mà mẹ no rồi. Mẹ no rồi. Lấy cái nữa ha. Ok. Rồi. Vừa giảm hết hôi nước mắm rồi phải không? Khai nào hôi. Khai nào hôi mà ăn được phải không? Cánh gà chiên nước mắm là phải có nước mắm nha con. Yeah. Chứ không có nước mắm người ta đâu có kêu bằng cánh gà chiên nước mắm. Some people uống vinegar. Vinegar thối lắm đấy con. Nè, cái mồi nó chui vô hôi. Con thích fish. Fish sauce okay. Vinegar. Qua đây với mẹ. Bây giờ mình chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy công thức này dễ làm thì mọi người thử làm nha. Ăn ngon lắm, bảo đảm rất là ngon. Nè, hai đứa con của mình nó thích quá nè. Thằng nhỏ hồi nãy nó nói là cánh gà chiên nước mắm mà có nước mắm nó không ăn thôi. Mà bây giờ nãy giờ nó ăn hoài luôn á. Cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị đã theo dõi video chiều nay. Xin kính chào tạm biệt mọi người, bye bye mọi người. Bye bye đi con.